Hello, cuối hôm xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em lên cho tất cả bác một cái bộ combo sản phẩm âm thanh. Đó là một chiếc bao WC IRA 1350 và một con vang cơ là số của vang bãi nha bác nhé. Cơ là số của Goutin mã DSB 900 và một voi bộ micro gồm dây 7m, micro pro xung trích 700 nha bác nhé. Đây, đây là dòng micro có dây, hiện tại bên em đang còn nha bác nhé, dòng micro của Mỹ. À, vâng, và với bộ sản phẩm này thì giá nó bình dân cho tất cả bác để các bác chơi về chỉ việc gánh vào lo và hát hò. Thì ở đây thì bên em sẽ thanh lý cho tất cả bác chiếc vang cơ lại số DSB 900 với mức giá là 1.900.000 nha bác nhé, 1.900.000. À, dòng vang cơ lại số 7 rất chất lượng của hãng Goutin. À, con này thì Eco Raver đã đủ nha bác nhé. À, tích hợp 6 chế độ FS nha bác nhé. À, xin lỗi bác, 8 chế độ FS và 6 user để 6 chế độ để các bác chơi chỉnh nha. À, ra thì FS thì các bác thấy này, có thể là 6 chế độ này, 4 này nha, hiện tại 4 này cho driver này, 5 này, 6 này, 7 này, 7 chế độ FS nha bác nha, 7 chế độ FS thì giống qua 2 rồi. Thường thì chúng ta sẽ chơi chế độ Stereo, Echo và driver. Đấy, đây thì nó rất là dễ dàng sử dụng nha bác, dòng vang cơ lai số thì chúng ta chỉ việc về hát rất ok. Nội thất của nó thì cực kỳ là gấu vàng của dòng của vang cơ lai số của Goutin nha. Đấy, còn về dòng đái WC ISM3 1350 thì bên em cũng đã có giới thiệu cho cả bác khá là nhiều rồi. Đấy, thì dòng này công suất của nó là 800W/8 ohm và 1200W trên kênh 4 ohm, 2000W trên kênh 2 ohm, chạy xuống tới 2 ohm. À, chạy điện là 230V. Dòng này thì các bác karaoke chơi full đôi 40, full chơi sub rất ok nha bác nha. Đấy, giá thì rẻ cho các bác 13.500, con này thì 1.900.000 nha. Micro thì có giá là 2.100.000 đôi, 2.100.000 đối với là dây 5m và 2.200.000 đối với dây 7m nha bác nha. Với dây 7m thì bộ như dây 7m và một micro tay micro này là 2.200.000 nha, hàng bãi xịn của Mỹ nha bác. À, giờ thì mời tất cả bác chúng ta cùng em test qua phần vang nhại của cái bộ âm thanh này. À, em đang ghép vào đôi loa là loa full 40 của EV Electro Voice. Đây, một chiếc kèn lên 4 2, lên 2 2, 3 4 5 6 7. Dòng vang cơ lai số thì nói chung là các bác chỉnh theo ý thích của bác rất là ok. Đấy, rất là dễ chỉnh, nó không giống như quan số thì các bác nào biết chơi biết chỉnh thì các bác mới chơi quan số thì nó hay rồi. Đó, có cái bạc. Còn vang cơ lai số thì phù hợp với tầm tiền cũng như là phù hợp với các bác mà không biết chỉnh vang số thì chúng ta có thể chỉnh vang cơ. Chỉnh vang cơ nha. Rồi, tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm của cái bộ sản phẩm này nha. Chim sáo bay xa, chim quyên còn đứng lẻ loi một mình.
nguyên bộ thì em để cho cá bác giá là 16 triệu nha, 16 triệu nguyên bộ này. Đấy. Cá micro vàng và đáy nha bác nhé. Đáy này thì chơi tất cả các lo rồi, công suất nó lớn rồi nên là bác không phải ngại chơi lo nào nha. Đấy. Các bác có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ cho phone qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha bác nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác ở đây sau.